xin chào các bạn. thì ở video này dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn là cái thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK cái phiên bản 4.8.1. thì ngày 26 tháng 4 năm 2022 thì cơ quan thuế có nâng cấp cái phiên bản hỗ trợ kê khai HTKK 4.8.1 và mới hơn cái phiên bản 4.8.0. thì khi mà các bạn mở cái hỗ trợ kê khai Uh, phiên bản 4.8.0 lên thì sẽ nhận được cái thông báo là uh, đã có cái phiên bản 4.8.1 uh, mới hơn phiên bản 4.8.0 hiện tại và bạn cũng muốn nâng cấp không? thì ở đây các bạn mà, mà muốn nâng cấp luôn thì các bạn nhấn yes còn nếu mà các bạn chưa muốn nâng cấp thì các bạn nhấn không ở đây ở đây thì mình sẽ nâng cấp nên mình nhấn uh, có thì phần mềm sẽ cập nhật cái um, phiên bản 4.8.1 ở đây. Khi khoảng thời gian noát nó cũng mất một vài cái phút ấy thì bạn à, cố gắng đợi một chút tại vì các mẫu biểu sẽ được cập nhật nên cái phiên bản 4.8.1 mới nhất này trong cái thời gian chờ đợi các bạn là à, xem video một vào kênh thì các bạn à, vui lòng đăng ký kênh nhấn like nhấn chuông nhấn vào hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới khi mà kênh phát video mới à, cảm ơn các bạn khi mà các file đã được cập nhật lên thì à, sẽ hiện ra cái thông báo là cập nhật phiên bản 4.8.1 thành công và bạn muốn xem cái thông tin cập nhật không thì đây các bạn nhấn yết để xem các cái thông tin cập nhật thì đây là cái nội dung cập nhật cái ứng dụng HTKK 4.8.1 nhất đó là khi cập nhật bổ sung cái phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo kinh nghị quyết số 43 năm 2022 à, quốc hội 15 bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43 2022 quốc hội 15 đính kèm các tờ khai 01 là TTS và các tờ khai 01 là cá nhân kinh doanh đối với các kỳ tính thuế từ 01 tháng 2 năm 2022. Thứ hai đó là cập nhật cái nội dung phát sinh tờ khai mẫu 01 cá nhân kinh doanh tại bảng kê 01-2. Bảng kê à kinh doanh cập nhật các định dạng là cột 08, 0 số 10, 12, 14 và cho phép định dạng là số thập phân tối đa là 3 số sau dấu phẩy à, cập nhật cái tờ khai mẫu 01 QT à, cập nhật là nếu cái chỉ tiêu 17 trên tờ khai lớn hơn 0 thì à, không bắt buộc phải đính kèm phụ lục 1 1 QT này và cập nhật cái tờ khai 01 à, tiêu thụ đặc biệt đó là một số ghi nội dung cập nhật thì trước kia khi mà các bạn sử dụng các cái phiên bản 4.8.0 chiều về trước thì các bạn là À, rất là vất vả khi mà khi nhập cái phụ lục mà à theo kinh nghiệm quyết 43 này thì từ khi phiên bản 4.8.1 này thì sẽ có cái cập nhật cái bổ sung cái phụ lục này giảm thuế giá gia tăng theo kinh quyết số 43 này đó. các bạn có thể là à sẽ yên tâm mà nộp cái tờ khai này. Bây giờ mình sẽ nhấn đóng cái trình lại để bắt đầu mở lên. thì đây chính là cái phiên bản là hỗ trợ kê khai phiên bản 4.8.1 đến đây thì các bạn lập cái tờ khai theo quý đi các bạn vào cho tờ khai theo quý 01 gtgt theo cái thông tư 80 các bạn nhé đây các bạn vào đây sau đó các bạn chuyển cái tờ khai này theo quý sang quý này các bạn nhấn đồng ý này đó, thì đây chính là cái tờ khai 01 gtgt theo cái thông tư 80 ở đây các bạn nộp mà có cái phụ nục giảm thuế theo cái nghị quyết số 43 thì các bạn vào thêm phụ nục này sau đó các bạn kéo xuống ở chỗ phụ nục 43 này, này. À, 2022 cô 15 này các bạn tích vào thì đây sẽ nên cái phụ nục này trước kia các bạn phiên bản trước thì các bạn cần phải đánh cái tên hàng hóa dịch vụ vào đây và cái giá trị hàng hóa dịch vụ chưa có thuế xuất giá trị gia tăng hoặc là doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu, chịu thuế ở đây và các cái thuế suất để ra cái thuế giá gia tăng được giảm tuy nhiên từ cái phiên bản 4.8.1 này các bạn có cái mẫu bảng kê ở đây các bạn có thể tải cái bảng kê này ở đây các bạn có thể là vào cái bảng kê ở đây sau đó các bạn nập cái bảng kê ở đây sau đó các bạn tải lên đây, đến đây các bạn có thể làm tải cái bảng kê này lên các bạn à, tải bảng kê đây, các bạn vào đây để tải bảng kê này. Khi mà các bạn hoàn tất trang file Excel này, đó. Sẽ nhàn hơn cho các bạn rất nhiều. ở đây nếu các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể sang cho hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn sử dụng để để các bạn à, à, đọc để tìm hiểu thêm và cái kê khai cái phụ lục theo cái quyết 43 này vâng như vậy là vừa rồi là dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc đã chia sẻ với các bạn là cái thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 4.8.1 này các bạn áp dụng cho cái quý 1 là năm 2022 này à, đặc biệt là có cái cập nhật cái bảng kê phụ nục 43 theo 43 2022 quốc hội 15 này và kể từ ngày 27 tháng từ năm 2022 này khi mà các bạn là kê khai cái từ khai 01 cái TGT này các bạn là cần phải nâng cấp cái nền cái phiên bản 4.8.1 này kê khai các bạn nhé như đây là lần đầu tiên các bạn vào xem video của kênh thì vui lòng đăng ký kênh nhấn like nhấn chuông để nhận được những cái chia sẻ tiếp theo cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công